Vùng bảy núi, huyện Chi tôn, tỉnh An Giang là một vùng đất đặc biệt của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bởi nơi đây được thiên nhiên ban tặng một địa hình đồng bằng kết hợp với núi non, tạo thành những thắng cảnh tuyệt đẹp gắn liền với những huyền thoại, giai thoại ly kỳ. Nhưng hơn hết, bảy núi An Giang còn nuôi nấng một nền văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ. Chỉ riêng vùng bảy núi đã có khoảng 90.000 người Khmer sinh sống. Khách đến đây có thể thấy nhiều tập quán, truyền thống văn hóa Khmer vẫn hiện diện đậm đà trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân vùng bảy núi. Đặc biệt là những ngôi chùa Khmer vẫn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống sinh hoạt của người dân. Không đơn thuần là nơi thờ cúng tín ngưỡng, chùa Khmer còn là một trường học phổ cập kiến thức văn hóa, đời sống cũng như triết lý đạo Phật cho mọi người. Một phương tiện truyền dạy độc đáo của các ngôi chùa Khmer chính là những bộ kinh viết trên lá buông hay được gọi vắn tắt là kinh lá buông. Những bộ kinh lá buông không chỉ được dùng để viết kinh Phật mà còn lưu giữ những tác phẩm thi ca, kiến thức hữu ích để truyền dạy cho nhiều thế hệ. Có thể nói, đây là văn hóa báu vật của người Khmer vì đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước và mang nhiều nét độc đáo. Chùa Sà Tón Sweitan chính là ngôi chùa giữ nhiều bộ kinh lá buông nhất hiện nay. Năm 2006, chùa đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục ngôi chùa lưu giữ nhiều nhất về sách kinh viết trên lá buông có tại Việt Nam. Đoàn chúng tôi quyết định tìm đến ngôi chùa này để tìm hiểu tường tận kinh lá buông độc đáo. Do chúng tôi đến chùa vào một ngày trước lễ hội Đôn Ta, một lễ tưởng nhớ cúng bái ông bà tổ tiên của người Khmer nên chùa thanh vắng lạ thường. Nếu vào những ngày thường thì chùa sẽ đông người lui tới tụ tập hơn vì trong đời sống văn hóa người Khmer, chùa là nơi sinh hoạt cộng đồng. Tiếp chúng tôi là vị sư trẻ tuổi. Vị sư này vừa nhậm chức cách đây không lâu, nhưng ngài đã khá cởi mở khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về nét độc đáo của cộng đồng mình. Sư cả dẫn chúng tôi đến nơi lưu giữ kinh và những chiếc tủ cũ kỹ các bộ kinh không được xếp riêng thành từng hàng thẳng lối như những bộ kinh giấy thông thường mà lại được để chồng lên nhau thành từng cụm. Ấn tượng đầu những bộ kinh lá buông mang đến chúng tôi đó là những phiến lá khô, dài, trông có vẻ giòn dễ vỡ. Vậy làm sao những bộ kinh này được lưu truyền qua nhiều thế hệ và hàng loạt nghi vấn khác cho bộ kinh lá xuất hiện trong ý nghĩ của chúng tôi. Để trả lời những thắc mắc này, sư cả mời chúng tôi lên chính điện nơi tôn nghiêm nhất của ngôi chùa khi những bộ kinh lá được bày ra chính điện theo trật tự hàng hàng lớp lớp thì chúng tôi mới có dịp quan sát bộ kinh rõ hơn đây cũng chính là cách mà các vị sư trong chùa xà tón phơi kinh để hạn trừ mối mọt ẩm mốc cho bộ kinh lá các bộ kinh lá được kết từ nhiều phiến lá buông khô với nhau bằng cách sò chỉ Chiều dài bộ kinh lá thường dao động từ 20 đến 50 cm, chiều rộng khoảng 5 cm. Thông thường, mỗi bộ kinh gồm 6 phiến lá kết lại với nhau. Mỗi phiến lá chỉ viết được khoảng 100 chữ. Chính vì thế, đòi hỏi người sáng tác nội dung phải đưa ra câu chữ xúc tích, ý nghĩa vừa vặn với bộ kinh. Lá này mình hồi đó mình đem từ bên Campuchia về, mình mướn ta, mình đem xuống tới đây tới mình bào bào cho nó lắng bào mình lán xong mới mình lấy hai cây cặp lại mình buộc cho nó thẳng thẳng xong mới mình chép mình khắc mình, mình khắc chữ đó khắc bằng cái kim mình á mình khắc xong mới người ta có, có thuốc người ta bỏ vô chùi qua chùi lại cho nó vô giờ mình tính ra có còn mấy bộ khác mà có khi gần trăm năm còn tốt nè còn chữ còn yên nguyên này mình bảo quản mình có khi mình đem vô tủ mình mua thuốc cho nó chống mọt đó mình à, mình đưa vô đừng cho mấy con mọt nó vô ăn ăn mấy lá nè nếu mà ăn mấy lá nó có lỗ nhỏ nhỏ đó sợ ăn ngay ngay chữ mình mình đọc không được theo tìm hiểu của chúng tôi hàng trăm năm trước khi giấy còn là một thứ đắt đỏ thì người dân khơ me đã nghĩ đến cách viết trên lá buông để lưu giữ kinh phật kiến thức đời sống văn hóa của mình loại lá buông tốt nhất sau khi phơi khô và cắt xén sẽ được mang đến những nghệ nhân khắc chữ. Các nghệ nhân này dùng mũi nhọn như kim khắc chữ lên lá. Trung bình mỗi ngày họ chỉ khắc được khoảng 100 chữ. Sau đó, họ dùng nước than gỗ trà lên lá để hiện rõ chữ khắc hơn. Thông thường, các bộ kinh lá thường được đặt các nghệ nhân làm nhân dịp một lễ trọng đại nào đó, họ dâng lên chùa như một cách để tạo phước lành. Sau hàng trăm năm tồn tại, cách chế tác kinh lá này đang dần bị mất đi. Hiện nay chỉ còn sư cả châu ti, chùa xoài so là có thể thực hiện việc viết kinh lá. Ngay cả lá buông cũng đang dần mất đi trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu như ngày xưa vùng bảy núi có một rừng lá buông, thì nay chỉ còn lại vài điểm hiếm hoi còn trồng. Nếu mà nó đúng ra trong lá buông nó tốt hơn, nó nó dễ đọc hơn còn mà cuốn sách bây giờ không mình cũng khó đọc có khi mình nó cắt bỏ hết khúc 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 trong bộ này có cuốn khác mình mình còn vẫn xài mỗi ngày như là có lễ don ta lễ châu Sinh năm với lễ dân y cũng có mình đem mấy bộ khác cũng có xài, có xài mỗi năm còn còn mấy bộ khác thì không xài bây giờ mình tại vì bây giờ mình cuốn sách nó nhiều còn hồi xưa không có cuốn sách mình xài buông này không, à. À, nếu mình muốn à, kiếm nó thì mình đi qua xa bên campuchia mới mới có, còn đây không có. giờ mới trồng được hai chùa chùa bên à, tỉnh biên với chùa à, bên an tức mới trồng được à, hai cây, còn chùa sư không có. chùa bên an tức thì chưa được, cây còn nhỏ, còn bên à, tỉnh biên thì cây nó thấy lớn rồi. nếu mà nó còn à, còn ướt thì màu xanh, mình à, hơi cho nó khô nó màu trắng, hơi khô xong nó mới thì nó nó màu này nè đây là màu của nó nè. Tạm biệt chùa xà tón. chúng tôi tiếp tục lên đường tìm những cây lá buông cuối cùng. Chùa bốt nằm sâu trong vùng bảy núi thuộc xã An Trúc, huyện Chi Tôn. Chùa bốt dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Chùa khá nhỏ nằm khiêm tốn ngay trên đường lộ. Dĩ kinh lá buông á chùa mình có đó, nó nằm ở đâu sư Đấy. sư thầy dẫn ra đâu đó chỉ con cây đó tên nhiều quá để con cây thôi đó Đấy. sư dẫn ra ngoài tận cây đó. một tin buồn cho chúng tôi một cây lá buông vừa bị đốn hạ vì đường dây điện đi qua một vị sư trẻ nhiệt tình chỉ cho chúng tôi cây lá buông còn lại duy nhất trong chùa cây lá buông nhìn có vẻ giống cây cọ nếu không có sự chỉ dẫn của nhà sư trẻ thì chúng tôi khó lòng nhận biết được may mắn hơn cho chúng tôi khi gặp được anh Chao Phiet anh đã từng có một thời gian dài sống trong chùa Bốt và được nghe nhiều điều lý thú quanh lá buông và những bộ kinh lá này á, người ta không có xài nếu mà người ta có xài như lá buông đó là người ta lấy cái đọt này nè đọt này á, bây giờ bắt đầu như là nó nó thứ này bắt người ta sẽ lấy dây hoặc là miếng giả vậy nó tôi vắng vắng hết nguyên cái này luôn chừng nào nó nó lớn lên đó nó uh, cũ ra nó ra ngoài cũ gì đó bắt đầu nó khô cái lá này nó nó, nó khô nó khô đi là mới người ta cắt cắt bắt đầu người ta ép lấy cái hai cái cây là ép lại mới người ta bao 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 vậy đó rồi xong xuôi mới người ta viết viết cái chữ đó lên không phải là người ta lấy lá này nó lấy cái đọt này đọt đọt này bắt đầu vậy, bắt đầu nó vắng này. Vắng vắng dây như... đừng cho nó nó buông ra đó, tức là nó còn ép luôn vậy đó. Và lá này nó nó, nó cũ, nó nó già đi mới người ta cắt. Vậy anh, nhưng mà một cái đọt thì làm được một lá hay làm nhiều lá? cái này nó nhiều lá lắm không phải một lá đâu cái này là muốn đủ cái một 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 cái cuốn của nó luôn khi cái lá nó héo xong á là mình đem ra ngoài mình giết được liền hay mình phải phơi phóng dạ, rồi? phải phơi phơi thời gian lâu nữa cả một tháng hoặc là hơn một tháng nữa đó mới nó khô đi mới người ta làm cho nó 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 bằng á người ta lấy cây hai cây ép lại bằng mới người ta lấy một từng một lá một lá bắt đầu mới người ta giết viết xong mới anh ta lấy sợi dây thọt lại anh ta buộc buộc uh, bằng uh, để giải mình đọc mình mở ra mở ra vậy đó nhưng mà anh đã từng chứng kiến ai làm cái lá buông này chưa thì mình thấy uh, mấy ông cũ ông uh, để lại thôi còn chứng kiến để mà ông thấy thấy ổng ừ. uh, viết hoặc là ông khai thác này là chưa thấy mà mấy người người ta thấy người ta kể lại cho mình đợi sau nghe thôi sư có biết về cái kinh lá buông này không biết ở chùa mình có kinh không sư chùa mình có vậy cái cái giá trị cái cái kinh lá buông này trong cái đời sống của người dân mình như thế nào trong chùa mình như thế nào để để trong chùa nó viết chữ ông phật chữ ông phật đó để mình làm lễ phơ gì đó cho mai ông sư nó lên đọc cho mấy người dân nghe hiện nay thì mình còn sử dụng kinh lá buông để mình đọc cho người dân không? còn còn sư dân thường xuyên không sư con mà ít thôi lâu lâu một lần một năm vậy hai ba năm vậy một năm cả à, hai hai lần vậy hai ba lần nhưng, nhưng mà cái sử ừ. sử dụng kinh lá buông với sử sử uh, dụng mà kinh mà viết trên giấy thường á uh, thì ừ. cái cái nào dễ uh, dễ hơn cái uh, khó hơn cái lá này khó khó đọc hơn tại sao chứ thì uh, chữ nó viết uh, hồi xưa không chữ xưa xưa nó viết khó khó lắm rời vùng đất bảy núi trong nhiều luyến tiếc, chúng tôi chăn trở nhiều về số phận của một nét văn hóa Khmer Nam Bộ độc đáo. Dẫu biết cuộc sống hiện đại ngày càng phát minh ra nhiều phương tiện hữu ích để phục vụ cho con người, kinh lá buông ít được chế tác và sử dụng là điều không tránh khỏi. Nhưng xin đừng quên, kinh lá buông còn có vai trò là nhân chứng lịch sử, nét đẹp văn hóa Khmer. Xin đừng để nét đẹp này mất đi vĩnh viễn.